Chào mọi người, bạn có đang gặp khó khăn trong việc chốt đơn hàng? Đã đến lúc cần một phương thuốc rồi đấy, phương pháp bác sĩ. Hãy tưởng tượng nhé, một bệnh nhân đến gặp bác sĩ nói, nếu bạn tiếp tục ăn uống không lành mạnh, bạn sẽ bị ung thư dạ dày. Nghe đáng sợ phải không? Nỗi sợ hãi này khiến bệnh nhân hành động ngay lập tức. Bây giờ, hãy nghĩ khách hàng của bạn là bệnh nhân đó, và bạn, người bán hàng, là bác sĩ. Sản phẩm của bạn chính là phương thuốc mà họ cần. Lấy ví dụ như công việc kinh doanh trị mụn của tôi, nhân viên của chúng tôi tư vấn cho khách hàng. Nếu bạn tiếp tục nạn mụn, bạn sẽ bị sẹo vĩnh viễn và lô chân lông to. Họ nhận thấy sự cấp bách và doanh số của chúng tôi tăng vọt. Nếu bạn muốn thấu hiểu sâu sắc hơn về cách khai thác cảm xúc để tăng tỷ lệ chốt đơn và xây dựng lòng tin nơi khách hàng, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn Bán hàng cảm xúc của Trần Huỳnh Hồng Phúc. Cuốn sách này không chỉ giúp bạn nắm bắt nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc khách hàng, mà còn dạy cách khéo léo lắng nghe và giải quyết nỗi đau của họ một cách chân thành và hiệu quả. Đây chính là bí quyết biến khách hàng tiềm năng thành người ủng hộ trung thành. Một cuốn sách bạn không thể bỏ lỡ nếu muốn thành công trong lĩnh vực bán hàng. Hãy sở hữu ngay một cuốn và bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.